Hi, xin chào các bạn, và ngày hôm nay thì Quyền có nhận thêm một lời yêu cầu trên bình luận của kênh YouTube của Quyền, hai bạn các bạn, đó là bạn Mạnh và bạn Hòa 5K thì yêu cầu là cập nhật giá của dòng điện thoại Redmi Note 11 bản 6GB và bộ nhớ dòng cho 28GB. Và ngày hôm nay thì Quyền sẽ làm một video cập nhật giá mới nhất gửi đến các bạn nha. Đối với dòng Redmi Note 11 thì chúng ta sẽ có hai phiên bản các bạn nha. Bản 4GB, bộ nhớ trong là 64GB, thì chúng ta sẽ có mức giá là 4.690.000, hôm nay giảm còn 4.490.000 các bạn nha. Phiên bản 6GB, bộ nhớ trong là 128GB, là 5.490.000, và hôm nay giảm còn 5.350.000 các bạn nha. Rồi, đây là hai dòng sản phẩm mà Redmi Note 11 và các bạn yêu cầu Quyền cập nhật. Và một dòng sản phẩm nữa, đó là một phiên bản nữa các bạn, đó là Xiaomi Redmi Note 11 phiên bản 4GB, bộ nhớ trong là 128GB, có mức giá là 4.990.000, và ngày hôm nay chúng ta sẽ được giảm là 4.790.000 các bạn, chỉ còn 4.790.000 thôi. Rồi, nó chỉ khác biệt nhau về cái phần dung lượng RAM và bộ nhớ thôi, còn về cấu hình thì nó sẽ như nhau. Thì Quyền sẽ cập nhật theo yêu cầu của bạn, đó là Xiaomi Redmi Note 11 6GB bộ nhớ trong 128GB. Ok. Về máy, Xiaomi Redmi Note 11 phiên bản 6GB bộ nhớ trong 128GB thì chúng ta sẽ có 3 màu để lựa chọn các bạn nha. Đó là màu xanh dương đậm. Đây màu xanh dương đậm các bạn nha. Màu xám. Đây, màu xám mình cũng có thể gọi là màu đen các bạn nha. Và màu xanh dương nhạt. Đây là màu xanh dương nhạt. Và phụ kiện kèm theo của máy là chúng ta sẽ có một uplink, sách hướng dẫn sử dụng, case sim, cáp sạc, adapter sạc máy ha. Máy thì theo Quyền được biết là được dán tặng một miếng dán màn hình các bạn nha. Rồi Quyền sẽ mời các bạn cùng Quyền cùng nhau tìm hiểu về cấu hình của dòng điện thoại Xiaomi Redmi Note 11 các bạn nha. Về thiết kế thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế là mặt lưng cong các bạn, cong ha, mặt cạnh viền bo các góc như này, nhưng mà cạnh viền này kiểu phẳng, cảm giác khi mà chúng ta cầm thì nó sẽ hơi cấn cấn xíu nha các bạn nha, nó không có được im tay bằng con điện thoại Oppo A76 ha. Và về đó là cảm giác cầm nắm. Rồi, chúng ta sẽ có một cái mặt lưng nhám, hạn chế bấm vân tay và chạy xước các bạn nha. Và cũng có một cái cụm camera rất là hầm hố, với độ phân giải của camera chính là 50 px, camera phụ nhất là 8 và hai cam phụ còn lại là 2 px, và đây là đèn led các bạn nha. Cũng khá là ok. Ở đây biểu tượng USB, ở đây một số thông số thôi. Cạnh trái thì chúng ta sẽ có cây sim, phía dưới chúng ta sẽ có mic thoại, sạc và lo. Bên phải thì chúng ta sẽ nút nguồn, phía trên nút nguồn là tăng giảm lượng. Phía trên cùng chúng ta sẽ có sắc 3.5 loa, và chúng ta sẽ có thêm một cái hồng ngoại, một mic hỗ trợ thu âm. Rất là ok. Máy sẽ trang bị chúng ta một cái màn hình là 6.43 inch các bạn, với độ phân giải là Full HD Plus các bạn nha. Về trang bị con chip cũng là một con chip đến từ Mỹ, đó là con chip Snapdragon 6808 nhân. RAM thì như Nguyễn nói là có tùy theo dung lượng RAM 4GB hoặc 6GB và bộ nhớ trong 128GB. Về camera selfie, đại diện đục lỗ nằm phía trong màn hình, với độ phân giải là 13 px. Và máy sẽ trang bị chúng ta một viên pin là 5000 mAh các bạn, và có hỗ trợ sạc nhanh chúng ta là 33W. Sạc nhanh như vậy thì 5000 thì không mất quá nhiều thời gian để mà cái máy này có thể sạc đầy đâu. Đó là ok, với mức giá hiện tại là từ 5 đến 6 triệu các bạn nha. Vì đây là một trong những dòng sản phẩm có một mức giá hợp lý và một cấu hình rất là ok. Chip Mỹ, màn hình đẹp, với lại pin lớn, với lại đây là một trong những dòng cũng rất là ok dành cho các bạn học sinh sinh viên nè, để mà chúng ta có thể chơi game á. Nói chung là những bạn nào mà chơi game giá tiền rẻ thì đây là một trong những cái mà lựa chọn rất là ok nhất trong thời điểm hiện tại. Xiaomi Redmi Note 11 phiên bản 64GB, 6GB bộ nhớ trong 128GB, và phiên bản là 4GB bộ nhớ trong 64GB, và chúng ta sẽ có phiên bản là 4GB bộ nhớ trong 128GB. Chúng ta sẽ có ba cái option để mình chúng ta lựa chọn ha, và chúng ta cũng có 3 màu để chúng ta lựa chọn. Rồi, Quyền xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong cái video lần sau. Và đây là một cái video mà Quyền muốn gửi đến các bạn đang quan tâm đến dòng sản phẩm Xiaomi Redmi Note 11. Đây là mức giá bán tại Thế Động và Điện Máy Xanh. Thì các mong video này sẽ mang lại cho các bạn. Chúc các bạn có một video tham khảo về dòng điện thoại Xiaomi Redmi Note 11 các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thành công.